Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 25 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về tương quan giữa bộ tài liệu Papiri Ai Cập và tài liệu Quran với việc nghiên cứu tăng ước. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Tôn sùng Đức Bà Guadalupe và lịch sử đền thánh Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dòng Chúa Phục Sinh ra đi mang tin mừng cho những người sầu khổ, đồng thời quan tâm xây dựng đời sống huynh đệ cộng đoàn. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 6 dành cho 30 thành viên tổng tu nghị dòng Chúa Phục Sinh là dòng do cha Bogdan Jansky, tông đồ người Ba Lan di cư tại Pháp thành lập năm 1836 để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô là căn bản đời sống tín hữu và kêu gọi sự sống lại bản thân và nâng đỡ cộng đoàn trong việc phục vụ nước Chúa. Dòng hiện có 335 tu sĩ thuộc 54 cộng đoàn, trong đó có gần 300 linh mục. Nhắc đến chủ đề tổng tu nghị là chứng nhân sự hiện diện của Chúa Phục Sinh từ cộng đoàn tới thế giới, đức thánh cha mời gọi các tu sĩ của dòng hãy đi ra ngoài rời bỏ những tổ ấm của mình đi tới những vùng ngoại biên của cuộc sống để mang ánh sáng tin mừng cho tha nhân ngài cầu mong rằng sự nhớ lại thời kỳ ơn gọi phong phú không ngăn cản họ nhìn thấy sự sống mà chúa đang làm nảy mầm bên cạnh họ hiện nay đức thánh cha nhắn nhủ anh em đừng là những người hoài tưởng nhưng là những người được niềm tin nơi chúa tể của lịch sử và của sự sống thúc đẩy loan báo rạng đông kể cả giữa đêm khuya. Về đời sống cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ dòng Chúa Phục Sinh hãy đón nhận các anh em mà Chúa ban cho, biết nhìn họ như một món quà của Chúa. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ anh em hãy trở thành những người xây dựng các cộng đoàn theo Tin Mừng, chứ không phải chỉ là những người tiêu thụ. Các cộng đoàn ấy hãy đảm nhận đời sống huynh đệ trong cộng đoàn như một hình thức đầu tiên để loan báo Tin Mừng. Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia vào thượng tuần tháng 9 tới đây. Ngài sẽ rời Roma sáng thứ Tư 6 tháng 9 lúc 11 giờ sáng và đến khu vực quân sự thuộc phi trường thủ đô Bogota vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài về tòa sứ thần tòa thánh lúc 9 giờ sáng hôm sau thứ Năm 7 tháng 9. Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền và viếng thăm Tổng thống Colombia. Sau đó, Ngài sẽ viếng nhà thờ chính tòa lúc 10 giờ 20 trước khi lên bao lơn của Dinh Hồng Y để chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu, trước khi gặp các giám mục Colombia cũng tại Dinh này. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, rồi đến công viên Simon Bolivar, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 4 giờ rưỡi. Sáng thứ Sáu, 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến Villa Vicenzo, cách đó 40 phút bay, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 9 giờ rưỡi tại căn cứ không quân APA. Ban chiều lúc gần 4 giờ, Ngài sẽ chủ sự cuộc gặp gỡ lớn tại công viên Las Malocas, để cầu nguyện cho sự hòa giải đất nước Colombia sau nửa thế kỷ nội chiến. Sau thánh lễ, Ngài sẽ dừng lại tại thánh giá hòa giải tại công viên các vị lập quốc, rồi bay trở về thủ đô Bogota. Sáng thứ Bảy, 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 15 tại sân bay Enrique Oleja Herrera, của thành phố này. Ban chiều lúc 3 giờ, Ngài sẽ viếng thăm nhà dưỡng lão Thánh Giuse trước khi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ chủng sinh và gia đình họ tại sân vận động La Macarena vào lúc 4 giờ, rồi trở lại thủ đô. Chủ nhật mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố cảng Cartagena cách Bogota 90 phút bay. Lúc 10 giờ rưỡi, tại quảng trường Thánh Francisco Assisi, ngài sẽ làm phép viên đá đầu tiên để xây các nhà cho những người vô gia cư và trung tâm Talitacum, con hãy trỗi dậy chuyên nâng đỡ các nạn nhân nạn buôn người. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin trước nhà thờ Thánh Phaero rồi viếng đền thánh tại đây. Ban chiều, Ngài đáp trực thăng đến khu cảng Conteca để cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 4 giờ rưỡi. Sau đó lúc 7 giờ có nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha tại phi trường thành Catechina trước khi Ngài lên đường trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 1 giờ trưa tại phi trường Champino. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển gần 21.200 cây số, trong đó có 1.530 cây số trong nội địa Colombia. Ngài sẽ đọc 5 diễn văn, 4 bài giảng và hai lời chào và một kinh truyền tin. Bon, trong năm 2016, Giáo hội Công giáo Tài Đức đã trợ giúp cho các nhu cầu của Giáo hội Hoàng Vũ ngăn khoản kỷ luật 600 triệu euro qua các giáo phận và các tổ chức từ thiện công giáo. Số tiền trợ giúp này tăng 18 triệu euro, tức là tăng 3% so với ngăn khoản trợ giúp trong năm 2015. Kết quả trên đây được Hội đồng Giám mục Đức thông báo trong phúc trình về Giáo hội Hoàng Vũ công bố hôm 22 tháng 6 vừa qua. Ngoài 27 giáo phận và các tổ chức từ thiện công giáo đức hoạt động quốc tế, còn có những sáng kiến của các giáo sứ, các hội đoàn và trường học giúp đỡ những cơ quan đối tác ở các địa phương trên thế giới. Roma, Chúa Nhật hôm nay 25 tháng 6, Giáo hội Công giáo tại Italia cử hành ngày bác ái của Đức Thánh Cha với những cuộc lạc quyên để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Ngân khoản lạc quyên này quen gọi là đồng tiền Thánh phê -rô. Ngoài các cuộc lạc quyên trong các thánh lễ tại các nhà thờ giáo sứ, gần đây có mạng Internet được khai trương và các mạng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram. Qua các phương tiện này, các tín hữu có thể trực tiếp hưởng ứng việc quyên góp. Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh giải thích rằng, cho một đồng tiền giống như khi một tín hữu trao tiền cho cha sở và nói, xin cha dùng tiền này để mưu ích cho cộng đoàn. Nói tóm lại, đó là một dấu chỉ liên đới, cùng một cử chỉ Đức Thánh Cha thực hiện để mưu ích cho giáo hội hoàn vũ. Theo thống kê cho đến nay, trong số những người cúng đồng tiền Thánh Phaero, 28% ở Italia, 25% tại Mỹ và 22% tại Đức tỷ lệ cúng trực tuyến thấp nhất đến từ Brazil, Pháp, Tây Ban Nha và phần còn lại từ Mỹ Châu Latin khoảng 15%. Trong những năm trước đây, ngân khoản đồng tiền Thánh Phaero được quyên góp trong giáo hội, tổng cộng được khoảng 65 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Geneva Đại diện tòa thánh tại các tổ chức liên hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ivan Jukovic kêu gọi ngưng chiến tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zhukovic bày tỏ kinh hoàng vì tình trạng dân chúng ngày càng bị thê thảm và sự suy đòi về nhân quyền tại nước này. Đức Tổng giám mục đặc biệt tố giác các cuộc tấn công có kế hoạch nhằm chống lại các thường dân và các tổ chức tôn giáo ở miền Kassar. Từ tháng 9 năm ngoái 2016, miền này bị dao động vì cuộc nổi loạn của phe Kawina Nsapu, tù trưởng bị giết hồi tháng 8 trước đó trong một cuộc hành quân, sau khi nổi dậy chống chính quyền trung ương của Congo. Bạo lực cho đến nay đã làm cho 3.383 người chết. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Louis Montemazo, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng cho biết chi tiết các cuộc tàn phá tại miền Kasa tổng cộng có 5 đại chủng viện, 60 giáo sứ, 34 nhà dòng và 141 trường công giáo bị đóng cửa. Thêm vào đó, hai giám mục là đức cha Felicen M. Guanama Galumbula, giám mục giáo phận Luisa và đức cha Pierre Cherestin Tsikoto Manba, giám mục giáo phận Luebo, buộc lòng phải tản cư đi nơi khác. Vatican Ngoại trưởng Cuba ông Bruno Totrigues Paria đã đến Vatican hôm 23 tháng 6 để gặp gỡ các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ông gặp Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu phụ tá quốc vụ khanh tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher, sau cùng là Đức Hồng y Pietro Parolin quốc vụ khanh. Theo tin báo chí Đối tượng chính của các cuộc thảo luận là quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ hiệp định hồi tháng 12 năm 2014 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba. Đức thánh cha Francisco là vị cũng đích thân góp phần vào việc đi tới hiệp định vừa nói. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa. <laughs> Lạy thánh tâm Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, ai có thể cảm thấu tình thương mà Chúa chạnh lòng khi ngắm nhìn chúng con? Xin cho con biết mở rộng tâm hồn để tình yêu của Chúa có thể đi vào trái tim con, để con có thể động lòng chắc ẩn trước đau khổ của anh chị em, của chính bản thân và để con có thể mạnh mẽ trong sự hiền lành. Lạy thánh tâm Chúa, tình yêu của Ngài chẳng phải là loại tình yêu của những cảm xúc lãng mạn, nhưng là tình yêu trao hiến tình yêu rất cụ thể và thực tiễn Tình yêu đón nhận thiệt thòi và khổ đau Tình yêu tha thứ và quảng đại Tình yêu có sức hồi sinh sự sống Con xin dành phút cầu nguyện này Để cùng với cha Arupe dòng tên Ca ngợi tình yêu của Thánh Tâm Chúa Ngay giữa những giây phút đen tối nhất của kiếp người Của nhân loại Cha Arupe kể về một thánh lễ vô cùng đặc biệt Đầy khó khăn và cũng chưa chan ơn phúc Cha chia sẻ đó là một thánh lễ được cử hành trong một hoàn cảnh khác hẳn mọi lần. Nhưng trong thánh lễ ấy, Chúa đã dạy cho tôi biết qua con đường huyền nhiệm của đau khổ, Chúa Giêsu đã chịu khổ hình và chịu chết để có thể thực hiện ý định cứu độ của Ngài. Ở Nhật Bản, trái bom nguyên tử nổ ra vào lúc 8 giờ 10 phút sáng ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945. Nó đã biến cả thành phố Hiroshima thành chó bụi và cùng một lúc giết chết 80.000 người. Ngôi nhà của chúng tôi là một trong những ngôi nhà chưa bị sụp đổ, nhưng ở trong một tình trạng, một điều kiện hết sức tồi tàn. Không còn cửa để ra vào, các cánh cửa đã bị cơn gió cực mạnh tạo ra do vụ nổ, cuốn đi hết. Chúng tôi chuyển sang ở bệnh viện, nơi tiếp đón, chăm sóc và giúp đỡ cho 200 bệnh nhân. Ngày hôm sau, mùng 7 tháng 8 vào lúc 5 giờ sáng, tôi đang dâng thanh lễ ở nhà trước khi bắt đầu công việc cứu giúp những người bị thương và chôn cất những người chết. Trong những giây phút càng bí thảm, người ta càng gần Thiên Chúa hơn, người ta càng thấy cần thiết phải giúp đỡ nhau hơn. Khung cảnh thực sự không thích hợp cho việc sốt sáng dâng lễ. Một nửa nhà nguyện đã bị phá hủy, phần còn lại chật ních những người bị nằm thương chen chúc nhau trên mặt đất họ đau khổ ghê gớm và còn quải đau đớn. Tôi bắt đầu dâng lễ như tôi có thể, dâng lễ giữa một đám đông giữa những người không có một chút ý niệm gì về những gì đang diễn ra trên bàn thờ, bởi lẽ họ là những người ngoại đạo chưa bao giờ tham dự thánh lễ. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác bàng hoàng ngay khi quay lại về phía họ để chúc lành. Chúa ở cùng anh chị em. Và tôi cảm thấy cảnh tượng này của bàn thờ không thể cử động được nữa tôi đứng như một người bất toại hai tay giang ra nhìn ngắm tấn thảm kịch này của nhân loại đó chính là kiến thức loài người tiến bộ kỹ thuật đã được dùng để hủy diệt con người và rồi sau đó tất cả họ nhìn tôi với cặp mắt đầy lo lắng thất vọng như thể họ đang chờ đợi một sự an ủi nào đó đến từ bàn thờ cảnh tượng thật hãi hùng vài phút sau đấng mà thánh gian tẩy giả nói ở giữa anh em có một đấng mà anh em không biết Đấng ấy ngự xuống trên bàn thờ Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự cô độc của những người không biết Chúa Giêsu Kitô như lúc ấy Cứu chúa của họ đang hiện diện ở đó Đấng đã hiến mạng sống cho họ Nhưng họ lại không biết Họ không biết Ngài ở giữa họ Lúc đó chỉ có mình tôi là biết Ngài Tự nhiên tôi thốt lên lời nguyện cầu cho những kẻ tàn ác dã man đã ném bom nguyên tử Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và tôi cũng cầu nguyện cho những người nằm xoài trước mặt tôi đây. Họ đang quằn quại đau đớn. Lạy Chúa, xin ban cho họ niềm tin để họ thấy và xin cho ban cho họ sức mạnh để họ có sức chịu đựng đau khổ. Khi nâng tầm bánh lên trước mặt những thể xác đầy thương tích và rách nát này, tôi cố lên tự đáy lòng mình. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, xin thương xót đoàn chiên không chủ chăn này. Lạy Chúa, để họ tin vào Chúa, xin hãy nhớ họ cũng là những người cần nhận biết Chúa. Những dòng thác ân sủng chắc chắn đã tuôn chảy từ tấm bánh vào bàn thờ. Trong số các nạn nhân ấy, chỉ có hai người đã chết ở đó. Những người còn lại được chữa lành. Sáu tháng sau, tất cả từ giã nhà dòng chúng tôi, nhiều người trong số họ đã lãnh nhận bị tích rửa tội tất cả họ đều nhận ra đức ái Kitô giáo. Đức ái ấy là sự thông cảm, giúp đỡ, đem lại niềm an ủi vượt trên mọi nâng đỡ của con người. Đức ái thông truyền bình an, giúp cho người ta có thể tươi cười trong đau khổ và tha thứ cho những kẻ đã gây bao đau khổ cho ta. Những thanh lễ như thế là những trực giác sống động về thánh thể, là kinh nghiệm ghi tâm khắc cốt giúp chúng ta hiểu được giá trị của đau khổ. Sự cao cả và vẻ đẹp của hy sinh vì đức ái, điều mà không có niềm tin, chúng ta không thể hoặc khó có thể hiểu được. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin cho con ngày càng đi vào con đường tình yêu của Chúa, để con có thể để cho sức sống của Ngài lớn lên trong con và nhờ đó, con có sức để sống giữa cuộc đời đau thương này và có sức an ủi, đỡ nâng biết bao anh chị em đang chịu khổ đau để tiếp tục chương trình mai anh và linh mục linh tiến khải xin giải đáp thắc mắc về tương quan giữa bộ tài liệu papiri ai cập và tài liệu quran với việc nghiên cứu tăng ước Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi về tương quan giữa bộ tài liệu Papyri Ai Cập và tài liệu Qumran với việc nghiên cứu tân ước. Thưa cha, liên quan tới ngành khảo cổ Kinh Thánh, hình như có một số khám phá bên Ai Cập giúp các nhà nghiên cứu tân ước hữu hiệu, có đúng thế không ạ? À? Đúng thế, đó là bộ tài liệu Papyri phát xuất từ Ai Cập. Như chị và quý vị thính giả biết, trong các năm từ 300 trước công nguyên tới 700 sau công nguyên, có nhiều thành phố phồn thịnh mọc lên dọc bờ sông Nilo và trong ốc đảo Fayum ở Mạn Tây. Khi các kênh dẫn nước sông Nilo vào các thành phố này bị bế tắc và hệ thống hành tránh phức tạp kết thúc với các cuộc xâm lăng của người Ả Rập, các thành phố này đã bị bỏ hoang. Các tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papiro được giữ trong các nhà và các nơi chứa rác bị khí nóng và khô khiến cho khử hết nước, thành ra chúng còn tồn tại được mà không bị mục nát. Trong thế kỷ 19, rất nhiều tài liệu như thế đã được khai quật và đem bán cho các bảo tàng viện. Các cuộc đào bới khảo cổ từ năm 1895 đã đưa ra ánh sáng rất nhiều văn bản papiro. Chúng bao gồm mọi thứ tài liệu, từ các hóa đơn đóng thuế cho tới các tác phẩm nổi tiếng. Một phần lớn là các tài liệu của chính quyền, gồm các trao đổi giữa các quan tỉnh, các chỉ thị của cấp trên, các lời ta thán, sổ sách thuế khóa đã đóng hay phải trả. Thế rồi cũng có các thư liên quan tới chuyện riêng tư, chuyện của gia đình, các khế ước hôn nhân, giấy chứng ly dị, cũng như giấy mời đi đám cưới vân vân. Khi một viên thư ký viết đầy một tờ papiro, thì có thể dùng mặt bên kia của một papiro cũ để viết tiếp. Nhờ thế mà có nhiều tác phẩm quý giá được duy trì nếu không thì chúng đã mai một từ lâu. Ai là người đã viết các tài liệu papiro đó và viết bằng thứ tiếng nào thưa cha? Đa số các tài liệu này do các người viết thuê và các thư ký công cộng viết ra. Những ai biết viết thì thường ký tên mình bên dưới. Một bức thư chính thức phải có chữ ký của người gửi, nếu không thì không có giá trị. Đó là điều Thánh Phaolô đã làm đối với vài bức thư của thánh nhân như thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thư gửi tín hữu Galat, thư gửi tín hữu Colosse và hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Các tài liệu Ai Cập nói trên được viết bằng tiếng Hy Lạp. Sau khi chúng được công bố, các chuyên viên nhận thấy rằng đó là giọng văn Hy Lạp giống giọng văn trong Thánh Kinh Tân Ước. Giọng văn này khác với giọng văn của các tác giả Hy Lạp cổ điển như Plato và Euripides. Với sự trợ giúp của các tài liệu Papiro bằng tiếng Hy Lạp nói trên, người ta hiểu tiếng Hy Lạp của Tân ước một cách chính xác và tốt đẹp hơn. Có các từ và câu chỉ tìm thấy một hai lần trong Tân ước, giờ đây thường xuất hiện trong các tài liệu Papyro Ai Cập nói trên. Đây là một trong các lý do giải thích tại sao các bản dịch Thánh Kinh Tân ước thực hiện sau năm 1895 lại khác với các bản dịch cũ trước đó. Các chuyên viên dịch trước năm 1895 đã chỉ có thể dựa trên các từ và câu của tiếng Hy Lạp cổ điển, chứ không dựa trên loại tiếng Hy Lạp thông dụng thường ngày như tìm thấy trong các tài liệu Papiro Ai Cập kể trên. Cha có thể đơn cử vài thí dụ chứng minh cho sự kiện này hay không ạ? À? Vâng, thí dụ một loạt các lệnh truyền do vị Tổng chấn đưa ra cho các sĩ quan địa phương sai họ chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của nhà vua. Từ được dùng để chỉ sự viếng thăm là từ Parousia, là từ mà các tác giả tân ước dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang hay ngày quang lâm và các người đọc hẳn đã nghĩ tới một cuộc viếng thăm của nhà vua ở đây trong Tân Ước đó là cuộc viếng thăm của Chúa Kitô vua các tác phẩm Tân Ước thường nghiêm khắc phê bình những người thu thuế giới thu thuế không được dân chúng ưa thích vì họ có quyền mua quyền thu thuế trong một quận với một số tiền nhất định rồi họ thường thu quá số ấn định để thủ lợi các tài liệu Papiro nói trên cũng nhắc tới một vài nhân vật của hệ thống thu thuế này bị dân chúng thù ghét, giống như đối với ông Ra Kêu trong Tân Ước là người đã từng thu quá số tiền dân phải đóng cho đế quốc Roma. Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ nhất, bên Ai Cập, người ta có thói quen bắt khai sổ bộ, kiểm kê dân số mỗi 14 năm một lần. Lệnh công bố truyền cho người dân phải trở về quê quán của mình để khai sổ bộ, chủ gia đình phải kê khai tên tuổi của mọi người trong gia đình và bảo đảm là không có ai khác nữa. Ngày nay chúng ta không biết mọi sự có diễn tiến đúng như thế thời trước tại Palestina hay không, nhưng các phúc âm cho biết ông Giuse và bà Maria cũng đã phải tuân hành một lệnh truyền tương tự. Hai vị bị bắt buộc trở về Bethlehem là quê sinh của ông Giuse để khai sổ bộ. Dầu sao đi nữa các lần kiểm kê dân số bên Ai Cập, giúp chúng ta hiểu trình thuật biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem khi Thánh gia phải về khai sổ bộ tại đây. Trong số các tài liệu Papiro Ai Cập nói trên, có các tác phẩm văn chương nổi tiếng không thưa cha? Có. Trong số các tài liệu Papiro, người ta cũng đã khám phá ra các tác phẩm văn chương cổ điển nổi tiếng như tác phẩm Iliade, tả lại cuộc phiêu lưu kỳ thú hay các chuyện của Erodoto. Nó là văn bản cổ xưa hơn văn bản đã biết cho tới nay cả hàng ngàn năm. Trong số các tài liệu tìm thấy, người ta cũng nhận ra các sách đã không được các ký lục thời sau này biên chép, trong đó có cả một tác phẩm của triết gia Aristotele. Người ta cũng phục hồi được các văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp, tức văn bản 70 và các bản văn của Thánh Kinh Tân Ước có một văn bản nhỏ chứa đựng một trang của phúc âm Thánh Do An được chép lại vào khoảng năm 130 sau công nguyên. Các bản văn khác của các phúc âm được chép ra vào khoảng năm 200 sau công nguyên, không kể các bản chép của nhiều sách cựu ước thuộc các thế kỷ tiếp theo. Các văn bản cổ xưa như thế rất hữu ích cho việc nghiên cứu Thánh Kinh Tân Ước. Nhưng nếu con không lầm thì các tài liệu cung ran hay các tài liệu biển chết là khám phá gây kinh ngạc nhất liên quan tới thời tân ước có đúng thế không thưa cha? Vâng, đúng thế. Đã không có ai tưởng tượng nổi là còn tìm thấy các tài liệu cổ xưa như vậy tại đất Palestine. Vào năm 1947, khi lang thang tìm một con dê bị lạc trên sườn núi đối diện với làng Qumran ở mạn Tây Bắc Biển Chết, một người trẻ chăn dê đã tình cờ khám phá ra các vại đựng các cuộn sách bằng da thuộc. Anh ta lấy một ít đem về bán cho các quán mua đồ cổ tại Jerusalem với giá rẻ mạt. Sau đó các chuyên viên và giới chức chính quyền Israel mới biết tới và nhờ sự trợ giúp của các người chăn chiên, họ đã lấy được 400 cuộn sách viết trên các mảnh da thuộc. Các tài liệu này thuộc cộng đoàn làng Qumran đối diện và chắc hẳn đã được cộng đoàn cất giấu trong các hang trên sườn núi đối diện khi đạo binh Roma tiến đánh các lực lượng do Thái nổi loạn chạy trốn trong vùng này giữa các năm 63 tới 70 sau công nguyên. Cái nóng khô của vùng này đã bảo tồn các tài liệu nói trên. Chúng ít quý giá cho việc nghiên cứu Thánh Kinh Tân Ước, nhưng lại rất quý báu cho việc tìm hiểu Thánh Kinh Cựu Ước, vì chứa đựng tất cả mọi tác phẩm Cựu Ước ngoại trừ sách Esther nhiều bản chép chứng minh cho thấy thủ bản tiếng Do Thái truyền thống thông dụng hồi thế kỷ thứ nhất và cổ xưa hơn nữa. Đặc biệt là thủ bản sách ngôn sứ Isaiah có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Cho tới lúc đó, người ta đã chỉ có các bản chép thuộc thế kỷ thứ 9 sau công nguyên. So sánh các văn bản, giới học giả nhận thấy chúng rất giống nhau và được duy trì hầu như nguyên vẹn. Trong số các thủ bản tiếng Do Thái có các khác biệt, một vài khác biệt đó được đưa vào trong bản dịch tiếng Hy Lạp 70 và trong Tân Ước. Một trong các khác biệt đó là lời trích sách đệ nhị luật chương 32 câu 43 trong thư gửi tín hữu do Thái chương 1 câu 6. Tuy các tài liệu cung không ích lợi cho việc nghiên cứu thánh kinh Tân Ước, nhưng chúng được viết bằng tiếng Do Thái và tiếng Aramei và cung cấp rất nhiều tin tức liên quan tới cuộc sống tôn giáo Do Thái trong thời Tân Ước. Các tài liệu Qumran có cho biết gì về cộng đoàn này hay không thưa cha? Có, chúng là các lời giải thích các văn bản kinh thánh cựu ước. Qua đó người ta biết rằng thủ lãnh của cộng đoàn Qumran là vị thầy của sự công chính. Ông bất đồng ý kiến với đa số tín hữu do Thái liên quan tới các ngày lễ chính và cung cách sống đạo lỏng lẻo của họ, nên rút lui khỏi Jerusalem và thành lập cộng đoàn Qumran cạnh biển chết để sống theo quy luật rất nghiêm ngặt các thù địch của cộng đoàn bị gọi là con cái bóng tối trong khi các thành phần của cộng đoàn được gọi là con cái ánh sáng họ mong đợi ngày đấng sức giàu tức đấng cứu thế của thiên chúa đến để hướng dẫn họ tiến tới chiến thắng lớn trên các thù địch khi đó họ sẽ tôn thờ thiên chúa trong đền thánh một cách xứng đáng niềm hy vọng của họ đã không thành tựu đấng cứu thế đã không đến và người Roma khiến cho cộng đoàn phải phân tán. Khi so sánh một số tư tưởng của cộng đoàn cung răn với Kitô tô giáo, người ta nhận ra vài tương đồng như sự đối trọi giữa bóng tối và ánh sáng, đặc biệt trong phúc âm Thánh Do An, cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Nhưng đó là các tư tưởng do thái thời bây giờ. Việc tìm hiểu thái độ của cộng đoàn cung răn đối với Thánh Kinh Cựu Ước có thể giúp chúng ta hiểu thái độ của Chúa Giêsu và của Kitô hữu đối với Thánh Kinh Cựu Ước nhiều hơn. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Tôn sùng Đức Bà Qua Đa Lúc Bê và lịch sử đền thánh Đức Mẹ. Kính thưa quý vị thính giả, sau phép lạ tỏ tường xảy ra trước mặt Đức cha Khoan Desumaraga và nhiều chứng nhân, chiếc áo choàng tin ma có in hình Đức Mẹ được để trong nhà nguyện tòa giám mục rồi được trưng bày trong nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng trong vòng 15 ngày. Ngày 26 tháng 12 năm 1531, áo choàng phép lạ được rước từ nhà thờ chính tòa tới nhà nguyện nhỏ đầu tiên do chính các thổ dân xây cất trên đồi Tepay Đức cha Juan de Sumaraga dẫn đầu đoàn rước đi chân không. Đức cha Sebastian Ramirez y Fuenleal, giám mục Santo Domingo và nhiều nhân vật khác, trong đó có đức cha Vasco de Quiroga, giám mục giáo phận Michoacan, Trung Mexico. Các tu sĩ Francisco khiêng kiệu hình đức bà Guadalupe, theo sau là người Tây Ban Nha và các thổ dân, tươi vui hát thánh ca đệm trống và sáo, tung hoa và bắn tên lên trời số tín hữu tuấn đến hành hương ngày càng đông, khiến năm 1533 giáo phận phải xây một nhà nguyện mới. Năm 1557, Đức cha Alonso de Montufa dòng Đa Minh đã cho xây một tịch liêu lớn hơn tịch liêu do vị tiền nhiệm cho xây 20 năm trước đó. Nhà nguyện thứ ba do Đức cha Alonso de Montufa xây năm 1566. Vào tháng 9 năm 1600, Đức cha Juan Perez de la Serna cho xây đền thánh thứ tư và khánh thành vào tháng 11 năm 1622. Sau 62 năm sử dụng và tiếp đón tín hữu và du khách hành hương, đền thánh này bị phá đi để nhường chỗ cho đền thánh mới do Đức cha Juan Ortega y Montañez cho xây năm 1709. Đền thánh này kiểu ba rốc rộng rãi hơn, gồm ba gian dọc với mái tròn, và bốn tháp bên ngoài. Bên cạnh đền thánh là tu viện của các nữ tu Capuchino xây năm 1787. Sau khi Đức bà Guadalupe hiện ra, các thổ dân đua nhau xin rửa tội và gia nhập giáo hội, mỗi ngày có tới 15.000 người. Khoảng 60 linh mục ngày nào cũng liên tục ban bí tích rửa tội cho dân chúng xin theo đạo đến mệt nhoài. Trong vòng 10 năm từ 1531 tới 1541, đã có 8 triệu người theo đạo. Việc sùng kính Đức Bà Guadalupe lan nhanh. Trong số các chứng tá của việc sùng kính Đức Bà Guadalupe ngoài Mexico và châu Mỹ Latin, đặc biệt ý nghĩa là sự hiện diện của một hình Đức Bà Tepeyac trong cabin tàu của thủy sư đô đốc Jan Andrea Doria do vua Philippe II Tây Ban Nha tặng. Khi ông tham gia trận thủy chiến chống quân Hồi giáo của đế quốc Ottoman năm 1571 tại vịnh Lepanto. Tấm hình này là một trong những hình cổ xưa nhất của Đức bà Guadalupe. Hiện nay nó được lưu giữ trong nhà thờ giáo sứ Thánh Stefano Daveto, tỉnh Genova, Tây Bắc Italia. Tuy nhiên, việc tôn sùng Đức bà Guadalupe vẫn luôn luôn có tính cách địa phương chứ không chính thức được Tòa Thánh công nhận. Vì thế, giữa các năm 1662-1666, lần đầu tiên các chứng từ chính thức được thu thập liên quan tới vụ Đức Mẹ hiện ra và hình Đức Mẹ được các bác sĩ và họa sĩ khảo sát. Trong số các chứng nhân được hỏi, có 8 người dân cao niên làng Cuatitlan là quê sinh của ông Juan Diego, gồm một người lai giống và bảy thổ dân nam nữ, có vài người hơn trăm tuổi. Thêm vào đó, có 10 vị gồm các linh mục và tu sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau. Hai người quyền quý Mexico, trong đó có ông Diego Canio Montezuma, hiệp sĩ cháu của hoàng đế Aztec Montezuma Suaycoyotzin, được Italia biết đến như hoàng đế Montezuma đệ nhị, là người đã tiếp đón ông Hernan Cortes tại Tenochtitlan, Bên cạnh các chứng tá nói trên còn có tài liệu viết của ông Luis Betera Tanco là người nghiên cứu các tiếng nói và nền văn hóa thổ dân Mexico. Tất cả các nhân chứng, đặc biệt là bảy cụ già làng Cuautitlan đều là những người mù chữ không biết đọc biết viết nên không bị ảnh hưởng bởi các sách đã in hồi năm 1666. Các nhân chứng đều đồng ý với các tường thuật của tài liệu Nican Mopohua của ông Antonio Valeriano. Tiếp đó, vào năm 1667, Đức Giáo hoàng Clement T. IX ban hành sắc lệnh tuyên bố ngày 12 tháng 12 là lễ kính Đức Bà Guadalupe. Năm 1675, Đức Giáo hoàng Clement X ban các ân xá cho huynh đoàn Đức Bà Guadalupe. Ngày 9 tháng 2 năm 1725, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 13 nâng đền thánh được tái thiết năm 1709 lên hàng nhà thờ kinh sĩ. Vào cuối tháng 8 năm 1736, Mexico bị dịch sốt thương hàn khiến cho hàng trăm ngàn người chết. Đức Tổng giám mục thành phố Mexico truyền đưa hình Đức Bà Guadalupe về nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng cầu khẩn, và sau đó dịch sốt thương hàn giảm bớt. Chỉ vào ngày 26 tháng 5 năm 1737, khi Đức Trinh nữ Maria được long trọng tuyên bố là bổn mạng chính của thành phố Mexico, bệnh dịch mới dứt hẳn. Trong các năm tiếp theo cho tới 1746 đã có các lễ nghi tương tự trong mọi giáo phận toàn nước Mexico. Sau cùng, ngày 25 tháng 5 năm 1754, Đức giáo hoàng biển Đức 14 tuyên bố Đức Bảo Guadalupe là bổn mạng Mexico và cho phép cử hành lễ kính Đức Mẹ vào ngày 12 tháng 12, là ngày Đức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego. Năm 1910, Đức Bà Guadalupe được công bố là bổn mạng và nữ vương châu Mỹ và năm 1935 của Philippines vì thế, trước đền thờ hiện nay có treo 24 cờ của các nước châu Mỹ Latin và Philippines. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các chính quyền tại Mexico có chính sách bài giáo sĩ. Dưới thời tướng Porfirio Diaz trong các năm 1876-1911, giáo hội tương đối được tự do hoạt động trong lĩnh vực phụng tử, giáo dục và thăng tiến xã hội trong bầu khí hòa bình tương đối ấy nảy sinh ra ý tưởng long trọng công bố vương quyền của Đức Maria Rất Thánh trong đền thánh Tepeyac. Sau khi được Đức Giáo Hoàng Leo 13 cho phép đội triều thiên cho Đức Mẹ ngày 12 tháng 10 năm 1895, Đức cha Prospero Maria Alancón de la Bacuera đã chủ sự lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ. Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 1894, Đức Giáo Hoàng và Bộ Phụng Tự đã phi chuẩn các văn bản phụng vụ và lễ kính Đức Mẹ. Sau cùng, ngày 24 tháng 8 năm 1910, Đức Giáo Hoàng Pio 10 công bố Đức bà Guadalupe là bổn mạng toàn châu Mỹ Latin. Năm 1931, các lễ nghi kỷ niệm 400 năm Đức Mẹ hiện ra được cử hành trong bầu khí bách hại giáo hội do tổng thống Plutarco Elias Cayes phát động. Lễ nghi đội triều thiên cho Đức mẹ Guadalupe do Đức Giáo hoàng Pio XI công bố đã chỉ được cử hành tại Roma trên bức ảnh do họa sĩ Miguel Cabrera tặng Đức Giáo hoàng biển Đức 14 năm 1752. Năm 1935, Đức bà Guadalupe được công bố là bổn mạng và nữ vương Philippines chỉ vào năm 1938 khi Tổng thống Lazaro Cardenas có chính sách hòa hoãn hơn, giáo hội Mexico mới có thể tổ chức năm Thánh mẫu Guadalupe. Ngày 24 tháng 9 năm 1939, Đức Pio 12 cho xây một đài kỷ niệm diễn tả cảnh ông Juan Diego đang cho Đức cha Juan Sumaraga xem chiếc áo choàng Tilma. Đức Doan 23 cho rời đài kỷ niệm tới gần tháp Thánh Doan trong vườn Vatican sau đề nhị thế chiến, các giáo hoàng thừa nhận áo choàng phép lạ và nhiều lần bày tỏ lòng tôn sùng đức bà Guadalupe. trong sứ điệp qua đài phát thanh Vatican ngày 13 tháng 10 năm 1945, đức pio 12 khẳng định rằng trên áo choàng tin ma của ông Juan Diego nghèo khó như truyền thống cho biết, các bút vẽ không thuộc trần gian này đã để lại một hình rất dịu dàng mà các thế kỷ đã tôn trọng không làm hao mòn ngày 11 tháng 12 năm 1955, trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu, Đức Hồng Y. Jose Garibi y Rivera đã long trọng cử hành lễ đội Triều Thiên cho Đức Mẹ và công bố Đức Bà Guadalupe là bổn mạng lao động. Ngày 12 tháng 10 năm 1960, Đức Doan 23 cho mở năm Thánh Mẫu Guadalupe và công bố Đức Mẹ Guadalupe là mẹ châu Mỹ. Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng gửi một sứ điệp radio định nghĩa hình rất dịu dàng của Đức Mẹ không do tay con người vẽ ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Phao Lô VI gửi biếu đền Thánh Đức Mẹ một bông hồng bằng vàng. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, đền Thánh mới kính Đức Mẹ xây bên cạnh đền Thánh cũ năm 1709 được khánh thành và hình Đức Mẹ được rước về đây Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau nhiều vụ động đất. Do đó ngay từ thập niên 1940, hội đồng giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 m, sâu 32 m có 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài vương cung thánh đường giống như một chiếc lều hình tròn dựng trong sa mạc, như lều hội ngộ mà Gia Vê Thiên Chúa đã chuyển cho ông mô Sê dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển, là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá và một đế hình chữ M là chữ đầu tên của mẹ Maria và cũng là chữ đầu tiên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông được biến chế chống lửa do nước Canada dâng tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn bát giác. Bảy trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ chắc bá được trang hoàng với các lá bằng vàng có hình Đức Bà Guadalupe. Đế hình có thể quay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ cũng có thể trông thấy Đức Mẹ, kể cả trong nhà nguyện phòng thánh sau bàn thờ chính. Để giúp làn sóng tín hữu tuấn tới đây mỗi ngày rất đông, có bốn cầu thang lưu động giúp mọi người có thể chiêm ngắm các hình Đức Mẹ 6 mét. Vương cung Thánh Đường có thể chứa được 12.000 tín hữu và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. Đền Thánh Đức Bà Guadalupe cũng bao gồm một viện bảo tàng, nhà nguyện Posito thuộc thế kỷ 18, nhà thờ và dòng Cappuccino, nhà nguyện Hoa Hồng thuộc thế kỷ 16, đài tưởng niệm cánh buồm của các thủy thủ, nghĩa trang của thổ dân Tây Pây Yắc, và cũng có một hầm đậu xe có chỗ cho 1.850 chiếc xe. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Phaolô 6 gửi biếu đền thánh Đức Mẹ một bông hồng bằng vàng, Hình Đức Mẹ Guadalupe đã được Đức Giáo Hoàng Leo 13 đội Triều Thiên vào năm 1895, được rước vào Vương Cung Thánh Đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976 với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 25 m Nguyện Xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.